Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Hồng Phúc Mobile nha. Bên em chuyên mua bán, giao lưu, trao đổi tất cả các loại smartphone cũ đã qua sử dụng nha anh em. Thì bên em bán hàng có hai hình thức. Anh em ở Sài Gòn có thể ghé trực tiếp shop em để giao lưu nha. Địa chỉ thì em có chạy trên màn hình, số nhà 80/97B, đường Trần Quang Diệu, phường 14, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Anh em ở xa không đến được trực tiếp thì bên em có hỗ trợ ship COD toàn quốc cho anh em. Nhận hàng, kiểm tra đúng như clip em miêu tả thì anh em mới thanh toán nha. Thanh toán tại nhà rất là tiện lợi và bên em hoàn toàn miễn phí ship cho anh em. Chế độ bảo hành của bên em là 3 tháng cả phần cứng lẫn phần mềm. Riêng phần màn hình thì bao cảm ứng cho anh em là 3 tháng và phần hiển thị màn hình thì bao test cho anh em 7 ngày kể từ khi anh em nhận máy. Không bảo hành khi màn hình xuất hiện sọc, đốm, nứt kính và mất hiển thị nha. Ngoài ra thì anh em nào muốn mua trả góp thì bên em có hỗ trợ cho anh em trả góp thông qua căn cước công dân. Anh em chỉ cần có căn cước công dân có gắn chip là anh em đã góp được nha. Thủ tục rất là đơn giản, không thẩm định tài chính và không có gọi người thân luôn anh em. Đối với nữ thì trên 18 tuổi và đối với nam thì trên 21 tuổi và dưới 59 tuổi là anh em đã góp được nha. Thông qua công ty tài chính Miraset. Và đây là hai số tài khoản, hai số điện thoại duy nhất của Hồng Phúc Mobile. Số đầu tiên là 0818 60 60 60. Và số thứ hai là 0902060151. Số này là số Zalo và cũng là số tài khoản ngân hàng luôn nha anh em. Ngân hàng VB Bank Việt Nam Thịnh Vượng, chủ tài khoản là Hồng Minh Khôi nha. Hồng Phúc Mobile chỉ sử dụng đúng một số tài khoản này thôi, còn ngoài số tài khoản này ra thì không phải là bên em. Anh em lưu ý khi cọc hàng nha. Thì mỗi ngày em đều có lên một clip để phục vụ anh em những mẫu máy smartphone bên em hiện có. Thì anh em nào có đam mê công nghệ, yêu thích những dòng sản phẩm điện thoại Samsung cũng như là iPhone thì anh em xem được clip này cho em xin một like và một follow đăng ký kênh để mỗi ngày em lên cho anh em những con máy và giá cả cũng như là cấu hình nha. Đầu clip thì em sẽ lên cho anh em những dòng máy Samsung và Android cũng như là một số máy iPhone giá rẻ để anh em chừa trái nha. Còn phần sau của clip thì em sẽ lên cho anh em full dòng iPhone nha, từ iPhone 11 cho tới 14 Pro Max. Anh em nào muốn mua iPhone thì có thể tua qua đoạn đầu để mình xem đoạn sau cho nó tiết kiệm thời gian nha. Còn anh em nào không có thời gian nữa thì bấm vào phần comment, em sẽ để liên nguyên clip tất cả giá cả cũng như là đời máy ở phần miêu tả cũng như là ở phần comment nha. Anh em xem cái phần đó và yêu thích con nào thì chụp hình lại và gửi vào Zalo giúp em, thì em sẽ có một clip riêng biệt để quay cho anh em cận cảnh thật là chi tiết những con máy nào anh em đã chọn nha. Rồi, cây đầu tiên của clip hôm nay thì em sẽ lên cho anh em con S23 Ultra. Con này thì giá thành khá là tốt luôn em. Con này em thu lại của khách, xài bên em rất là lâu rồi, hôm nay qua kẹt tiền cho nên bán lại. Em thu giá tốt thì em bán giá ok để cho anh em trải nghiệm nha. Ngoại hình con này thì tầm khoảng 97-98%. Cái chỗ này là dơ nha anh em chứ không phải là bị xấu gì nha. Đây. Đó, cái này là nó dính bụi anh em, để lâu ngày anh em xài gắn ốp lâu ngày thì nó bị đóng bụi chỗ này. Ngoại hình con này thì tầm khoảng 97-98%, sườn nó có bị cấn như thế này, cấn nhẹ nha, cấn và nhâm nhẹ, nói chung cũng còn quá là ổn anh em. Màn hình thì khách không có xài miếng dán cho nên nó có hơi bị xước nhẹ như thế này, đây một vết và ở trên đây cũng có một vết nhẹ nữa nha. Nói chung là màn hình có xước nhẹ, anh em về đầu tư thêm một cái miếng cường lực hoặc là miếng dán dẻo là đẹp nha. Ngoại hình con này thì theo em đánh giá tầm khoảng 97%. Màu xanh brin nha anh em. Con này thì có móc sim kèm theo máy luôn. Và đây là phiên bản chính hãng Việt Nam. Con này thì cấu hình rất là quen thuộc. Mỗi ngày em đều có lên để giới thiệu anh em tất cả các chức năng của con này. Em review lại sơ sơ cho anh em nha. Con này thì cấu hình là RAM 8 và bộ nhớ trong là 256GB. Hàng Việt Nam cho nên dùng được hai sim vật lý. Và con này thì chạy con chip rất là mạnh anh em, Snapdragon 8x2 nha. Pin thì 5000mAh, con này pin rất là châu bò. Màn hình to 6.8 inch, tần số quét cao 120Hz. Và con này thì camera zoom xa là 100x nha anh em. Phiên bản Việt Nam cho nên anh em có thêm một cái chức năng nữa, đó là ghi âm cuộc gọi nha. Nhiều khi cái phần này thì rất là ít anh em để ý cái phần này đó, đến khi anh em thật sự cần thì mới để ý là có ghi âm hay không. Thì hàng chính hãng Việt Nam sẽ chắc chắn là có ghi âm cuộc gọi nha. Và hàng xách tay thì nó sẽ có một số máy có và một số máy không. Riêng máy Mỹ thì chắc chắn là không có ghi âm cuộc gọi nha anh em. Rồi cây đầu tiên em lên với giá chỉ có 15.300.000 thôi. Đó, S23 Ultra phiên bản chính hãng Việt Nam nha. Ngoại hình 97%. Mức giá này thì anh em trải nghiệm khá là ngon nha anh em. Thì xài chắc chắn là sẽ không có bị lỗi nhiều.
Nếu như anh em biết cách bán thì chắc sẽ không có lỗ luôn. Thì bán lại bên em thì em sẽ thu lại cho anh em 10%, trừ 10% giá trị em thu bên em 90% luôn nha. Cây đầu tiên S23 Ultra 256GB 15 triệu 300 nghìn. Em chỉ có đúng một cây duy nhất giá này thôi nha anh em. Anh em nhanh tay thì chụp lại màn hình và chốt gửi vào Zalo giúp em nha. Cây thứ hai cũng là con S23 Ultra luôn. Con này là màu đen và còn bảo hành cho tới tháng 5 năm 2024. Ngoại hình con này thì cũng sườn nó cũng có nhăm nhẹ, chấm nhẹ theo thời gian. Đó, đây cũng là ngoại hình tầm khoảng 97 98% thôi. Đó, sườn chấm chấm như thế này. Anh em về dán dẻo hay là thêm một cái ốp lưng nữa là đẹp. Em bán thì sẽ tặng cho anh em một cái ốp lưng nha. Và con này còn bảo hành chính hãng cho tới tháng 5 năm 2024. Đó, giá thành thì nó sẽ mắc hơn con vừa rồi đúng 1 triệu đồng luôn nha anh em. 16 triệu 300 nghìn. Đây cũng là phiên bản Việt Nam và bộ nhớ là RAM 8, bộ nhớ 256GB nha. Ngoại hình 97 98% còn bảo hành, và riêng em bán thì sẽ bảo hành cho anh em là 3 tháng và hỗ trợ cho anh em trả góp cũng như là receive COD toàn quốc, nhận hàng kiểm tra đúng như clip này anh em mới thanh toán nha. Rất là tiện lợi luôn. Rồi, 16 triệu 300 nghìn. Tiếp theo em lên cho anh em một con máy Samsung Galaxy Z Fold 4. Đó, hôm nay thì em có về được một cái ốp lưng nè anh em. Cực kỳ đẹp luôn. Ốp này thì em sẽ tặng kèm cho anh em thêm một cái kia anh em chốt con Fold 4 này nha. Con này thì có box zin kèm theo máy. Ngoại hình con này thì tầm khoảng 98%. Sườn nó có trầy nhẹ theo thời gian không đáng kể nha anh em. Nói chung cái sườn thì còn khá là ổn luôn anh em ơi. Đó, con này thì chỉ xấu duy nhất là ở cái màn hình nha. Màn hình nó bị xước nhẹ ở mặt ngoài. Đây. Đây là cái máy mà chưa chưa từng dán nha anh em. Anh em muốn xài đẹp thì đi dán cái màn hình ngoài là xài đẹp nha. Nói chung con này thì cái màn ngoài nó bị xước nhẹ thôi, còn lại là khá đẹp. Màn trong thì đẹp keng, không một tì vết ở cái màn trong. Nó có như là không bị trầy cũng như là không bị ẩm ố hay là lưu ảnh, cũng như là không có bị đốm hay là sọc gì hết nha. Nói chung con này thì anh em chủ trái là quá ngon luôn em. Trải nghiệm siêu phẩm nha. Samsung Galaxy Z Fold 4 phiên bản hai sim vật lý, chính hãng Việt Nam. RAM 12, bộ nhớ 256GB. Đó, con này thì hai sim vật lý luôn. Anh em gắn cả hai sim vào sử dụng nha. Pin 4400 mAh. Camera thì cũng khá là đẹp. Đó, dòng Samsung đời thứ tư Fold 4 nha anh em. Con này thì xem phim, giải trí, nghe nhạc là quá ngon luôn em. Ngoại hình thì cũng còn khá là đẹp nha, trên 98%. Có box zin kèm theo máy, hôm nay em sẽ tặng thêm một cái ốp lưng quá là đẹp luôn em ơi. Rồi, mức giá em bán cây này em giảm cho anh em 300 nha. 14 triệu chẵn. Cây này hôm qua em lên thì có một bác cũng trả giá gì rồi, 13 triệu sao em bán được. Chờ giảm gì 1 triệu đồng rồi em lỗ luôn rồi. Thậm chí là chưa có tính vô cái bảo hành nữa. Nói chung trả giá 13 triệu thì mua bán mà có mua có trả thì đó chuyện bình thường. Thì em xin phép em không có bán nha. Rồi con này em lên với giá là 14 triệu chẵn luôn em. Đó, hỗ trợ receive toàn quốc cho anh em. Và anh em trả góp thì chỉ cần trả trước cho em là 2 triệu thôi là anh em đã góp được nha. Hiện tại bây giờ thì trả góp qua Miraset anh em phải trả trước cho bên em là ít nhất là 10% cho tới 20% thì anh em mới góp được nha, chứ không còn không trả trước lên đến 15 triệu đồng như ngày hôm qua nữa nha anh em. Rồi con này là 14 triệu chẵn, Samsung Fold 4 phiên bản chính hãng Việt Nam, hai sim vật lý nha. Tiếp theo em lên một cây duy nhất của bên em, đây là Samsung Galaxy S24 Ultra phiên bản chính hãng Việt Nam, màu xám titan nha anh em, màu gọi là titanium gray. Đây là một con máy new 100%, chỉ khui hộp kiểm tra ngoại hình thôi. Ngoài ra là chưa sử dụng nha, chưa lột cái siêu màng luôn em. Nói chung là new 100%. Đã kích hoạt rồi nha, còn bảo hành cho anh em là gần 1 năm chính hãng kèm theo một gói cây cộng 1 năm nha. Và mức giá em bán cho con này là 26 triệu chẵn luôn em. Cấu hình con này thì RAM 12 và bộ nhớ trong là 256GB nha. Con này thì đúng chuẩn new 100%. Đó, em nhập về chỉ khui cái kiểm tra ngoại hình thôi. Và tặng thêm cho anh em một cái ốp lưng chính hãng nữa nha. Thêm một con cốc và bên trong thì có dây cáp, cho nên em tặng thêm cho anh em cái cốc zin 25W là full box. Và mức giá em bán là 26 triệu chẵn luôn nha anh em. Tiếp theo thì em sẽ lên cho anh em những dòng Samsung S22 Ultra. Cây đầu tiên là con Samsung Mỹ màu xanh. Con này thì RAM 8 và bộ nhớ trong là 128GB. Mức giá em bán là 11 triệu đồng. Ngoại hình thì còn khá đẹp anh em, tầm khoảng 98%. Sườn chỉ có nhăm nhẹ theo thời gian, không cứng không mớp nha. Đó, lưng đẹp và kính đẹp.
Con này thì hai sim, một sim vật lý và một eSIM phiên bản Mỹ, cho nên không có xài được cái ghi âm cuộc gọi nha anh em. Chạy chip ROG Snap 8+1. Con này màn hình to 6,8 inch, tần số quét cao 120Hz và được trang bị thêm một cây bút X Pen nữa nha. Dòng S22 Ultra này thì thật sự mức giá hôm nay quá là tốt luôn anh em. Giảm khá nhiều kể từ thời điểm S24 Ultra ra mắt nha. Pin thì cũng 5000 mAh và cái ngoại hình bên ngoài thì nó cũng tương tự như là S23 Ultra và tương tự như là con S24 Ultra nha. Đó, camera thiết kế này kia nọ cũng rất là giống nhau. Cấu hình Snap 8+1 thì cũng rất là mạnh mẽ nha anh em. Cũng đáp ứng cho anh em đầy đủ mọi nhu cầu. Đó. Và con bản Mỹ này em bán là 11 triệu đồng. Và hôm nay em về được một cây bản Hàn Quốc. Đó, hôm qua có bác nào cần bản hàng bộ nhớ cao mà mức giá hợp lý thì chụp lại màn hình và gửi vào Zalo giúp em nha. Con này thì màu đỏ đô, ngoại hình thì cũng tàn phai theo thời gian, sườn, cái góc sườn nó hơi bị phai màu sơn, không cứng không móp nha, chỉ phai màu sơn ở các góc thôi. Con này thì em thu lại của một bác lên đời S23 Ultra, bác xài phải nói là quá kỹ luôn em. Hiện tại là đang bọc keo nguyên cây nha, kể cả mặt lưng, viền và cái dán màn hình. Bác đã dán đầy đủ hết rồi. Nói chung trang bị là full giáp con này. Ngoại hình tầm khoảng 98%, không cấn không móp nha anh em. Phiên bản Hàn Quốc thì nó cũng giống như là bản chính hãng Việt Nam thôi. Điểm khác biệt duy nhất là anh em chỉ dùng được có một sim vật lý thôi. Còn ngoài ra mọi thông số thì y chang như hàng Việt Nam. Và có thêm cái phần là ghi âm cuộc gọi nha. Đây. Đây. Đây là cái phần ghi âm cuộc gọi. Hàng y như hàng chính hãng Việt Nam. Và mức giá em bán con này chỉ có 11.700.000 thôi anh em ơi. Đó, giá 11.700.000 nha. Ngoại hình đẹp 98%. Ngoài ra thì em còn được hai cây phiên bản chính hãng Việt Nam. Cả hai con này đều có bóp zin kèm theo máy nha. Một cây 12 và bộ nhớ 256. Ngoại hình đẹp 98%. Sườn nhăm nhẹ theo thời gian, không cấn không móp. Con này em bán với giá là 12.300.000. Và cây gam 8 bộ nhớ 128GB, còn bảo hành cho tới tháng 6 năm 2024 chính hãng Việt Nam thì giá là 11.900.000 nha anh em. Đó, em có đủ dòng luôn, Mỹ, Hàn và Việt Nam. Anh em thích phiên bản nào thì chụp lại màn hình và gửi vào Zalo giúp em nha. Con này còn bảo hành khá là hiếm hàng thời điểm hiện tại anh em. 11.900.000 nha. Tiếp theo em lên một con Oppo nắp gập. Đây là con Oppo Find N2, đó, F-Flip, 2 sim vật lý, con này ngoại hình đẹp tầm khoảng 97-98%, cái gáy thì nó hơi bị trầy nha anh em, đó, trầy ở cái gáy này thôi, khi anh em xài thì bật ra thì nó che được khuyết điểm, ngoại hình tầm khoảng 97-98%, con này thì hàng chính hãng Việt Nam nha, ngoài con này thì bộ nhớ trong là 256GB, chạy trong chip Dimensity 9000 cộng nha anh em. Pin 4300 và RAM sẽ là 8GB, cộng thêm 4GB RAM mở rộng nữa nha. Con này thì cấu hình này kia nọ là quá ngon luôn em. Màn hình thẳng tắp luôn nha. Đó, thêm một cái màn hình ngoài nữa, màn hình ngoài nó bự hơn con Z Flip mà của Samsung nha. Và mức giá em bán là 8.300.000 cho con này. Em chỉ có duy nhất một con nắp gập của Oppo thôi. Đó, con này thì quá đẹp luôn nha anh em, 8.300.000. Tiếp tục em sẽ thanh lý cho anh em con Samsung Note 20 Ultra phiên bản Hàn Quốc. Ngoại hình thì tầm khoảng 95-96% thôi. Ngoại hình thì cũng có cấn phẩy theo thời gian nha. Nó không có nát, không có nứt gì hết anh em. Nguyên zin 100%. Con này thì nó bị cháy phim ở sát cái mép trên như thế này. Không ảnh hưởng gì tới phần hiển thị. Cho nên em thanh lý cho anh em con này giá 6.500.000 nha. RAM 12 và bộ nhớ trong là 256GB. Phiên bản này thì có thêm một cây bút pen. Đó, đây là dòng cuối cùng dòng Note của Samsung. Mức giá em bán thì con này thì em thanh lý thôi. Em nhập con này 7 triệu mấy, em bán lỗ luôn em, 6.500.000 nha. Tiếp theo em lên một con siêu phẩm mini. Anh em dùng chữa cháy nghe gọi là quá ngon luôn nha. Đây là con iPhone mini 12 mini, bộ nhớ 64GB. Con này thì ngoại hình đẹp tầm khoảng 97-98%, sườn nhăm theo thời gian, không cấn không móp. Cây này em thu lại của một anh khách quen lên đời con Fold 4 nha. Em thu lại thì con này anh đang dùng cực kỳ là ngon lành. Pin thì 81%. Rồi đi vào chi tiết con này thì em sẽ review chính xác cho anh em luôn. Đây là phiên bản VCA, là phiên bản quốc tế Canada nha.
Và con này thì khách đã thay màn hình một lần rồi, thay màn zin từ máy khác sang, cho nên báo là linh kiện không xác định. Đó, bao anh em đây là màn zin nha, chứ không phải là màn linh kiện. Khi mà thay màn thì nó sẽ bị mất cái chức năng là chu tông. Rồi, Face ID này kia nọ là đầy đủ. Nói chung là tất cả các chức năng khác thì em bao cho anh em là 3 tháng. Và mức giá em bán con này chỉ có 5 triệu 2 thôi. Anh em yêu thích dòng mini nhỏ gọn nghe gọi chạy xe ngoài đường thì là quá hợp lý và quá ngon nha. Cấu hình cũng rất là mạnh nha anh em, chỉ có 5 triệu 200 nghìn thôi. Ngoại hình đẹp 97-98%. iPhone XS 256GB màu gold. Con này thì ngoại hình đẹp 99%. Nó tình trạng con này thì cũng giống như con vừa rồi, đã thay màn zin từ máy khác sang, cho nên không có chức năng chu tông. Và con này đã thay pin new 100% rồi nha. Không sàn cổ cáp cho nên nó báo là linh kiện không xác định trong phần cài đặt. Còn lại mọi chức năng khác thì em bao cho anh em xài thoải mái là 3 tháng. Màn zin, men zin và vỏ zin luôn nha. Đó, thay pin không sàn cho nên báo không xác định. Và con này là phiên bản VNA, hàng chính hãng Việt Nam. Ngoại hình còn quá ổn luôn nha anh em. Đó, mức giá em bán con này chỉ có 5 triệu 100 nghìn thôi. Tiếp theo em thanh lý tiếp một cây iPhone XS Max 64GB. Con này thì cũng khách đã thay màn hình zin từ máy khác sang, cho nên không có chu tông luôn. Và con này thì vẫn là bao anh em màn zin, men zin và vỏ zin nha. Con này iOS rất thấp luôn anh em, 14.6. Bản AOA quốc tế Mỹ 64GB. Đầy đủ hết tất cả các chức năng. Con này thì em đã thay pin new rồi, cho nên anh em về chỉ gắn sim là xài thôi. Có sạc cổ cáp cho nên vẫn có dung lượng phần trăm pin bình thường nha. Màn zin, men zin và vỏ zin, chỉ thay cục pin thôi và không có chu tông. Ở bên em bán hàng thì anh em tuyệt đối yên tâm về cái tình trạng. Bên em báo rất là sát sao tình trạng, không có dấu giếm nha. Máy có sao thì em sẽ báo vậy. Đó, bán hơi chậm nhưng mà sau này anh em không có mắng vốn gì được, tại vì mình bán rất là chính xác tình trạng luôn. Và khi anh em đi giao lưu với nơi khác thì anh em cứ nhớ những gì em nói, thì anh em bên kia người ta sẽ không có nói gì anh em được, tại vì nó rất là chính xác nha, không có dấu giếm. Mức giá thì nó sẽ tương đương theo cái tình trạng máy anh em. 5 triệu 500 nghìn cho con XS Max 64GB. Chức năng này kia nọ mọi thứ em bao cho anh em là 3 tháng, tuyệt đối yên tâm sử dụng luôn anh em. Rồi, 5 triệu 500 cho con XS Max 64GB. Tiếp theo, hôm nay em về được 4 cây iPhone 12 Pro nha. Đó, em về được 3 màu, màu đen, màu xanh và màu trắng nha anh em. Em đi trước con 128 trước thì cây màu trắng này thì em bán với giá là 9 triệu 3. Đó, phiên bản quốc tế nha anh em. Màu trắng thì ngoại hình con này tầm khoảng 98%. Đó, do là cái kính ở ngoài nó bị xước khá nhiều, cho nên em bán chỉ có 9 triệu 300 thôi. Con này thì anh em đi dán màn lại là đẹp. Khi bán cho anh em sẽ tặng cho anh em miếng cường lực nha. Đó, con này thì nguyên zin 100%. Chỉ có kính xước thôi. Em thanh lý cho anh em chỉ có 9 triệu 300 nghìn. Và hai cây màu xanh và màu xám này thì ngoại hình đẹp tầm khoảng 98%, sườn nhâm nhẹ theo thời gian, không cấn không móp nha. Và pin thì 100%, pin em đã thay new 100% rồi nha. Anh em về chỉ cần gắn sim là xài thôi. Đây là phiên bản AOA quốc tế Mỹ, anh em dùng được một sim vật lý và một eSIM. Pin đã thay new 100%, có sàn cổ cáp cho nên nó có phần trăm pin trong phần cài đặt bình thường nha. Hai con này đều như nhau, ngoại hình đẹp 98% và mức giá em bán thì 9 triệu 8 luôn. Nó cao hơn con màu trắng màn xước 500 nghìn nha. Rồi, anh em muốn xài cái bộ nhớ cao hơn thì em về được một cây 256GB. Con này thì pin còn được 99%, rất là trâu bò nha. Đó, con này thì em bán ra cho khách từ tháng 1 cho tới bây giờ thì khách xài cũng gần 2 tháng. Mới đổi qua con Z Flip 4 bên em cho nên em thu lại. Chất lượng thì anh em tuyệt đối yên tâm 100%. Ngoại hình con này thì bắt xài phải nói là quá kỹ luôn anh em. Đẹp y như lúc em bán ra nha, đẹp 98-99% luôn. Đó, màu xanh phiên bản quốc tế. Con này thì pin cao 99% nha. Quốc tế con này hình như là đúng rồi, bản CR là quốc tế Nhật nha anh em. Bộ nhớ trong là 256GB, nguyên zin 100%. Đó, bảo hành 3 tháng và receive sale day toàn quốc cho anh em. Hỗ trợ trả góp cho anh em, chỉ cần trả trước cho em 10-20% là anh em đã góp được nha. Rồi, con này mức giá là 10 triệu 600 nghìn nha. Giá 10 triệu 6 cho con iPhone 12 Pro bộ nhớ cao
256GB. Samsung Note 10 phiên bản Việt Nam luôn, em về được một cây màu đỏ. Con này em thu lại của khách giao lưu lên đời. Ngoại hình thì trầy xước các góc cạnh theo thời gian, không cấn không mớp nha. Lưng thì đẹp và màn thì đẹp luôn. Hai SIM vật lý, RAM 8GB và bộ nhớ trong là 256. Con này là hàng chính hãng Việt Nam luôn nha anh em. Có ghi âm cuộc gọi và mức giá em bán là 4.500.000 cho con này. Màn hình đẹp long lanh, không ám ố và không chạy xước luôn nha. Con này thì ra rất là lâu rồi mà ngoại hình như thế này thì cũng khá là hiếm hàng nha anh em. Chỉ chạy ở góc cạnh thôi, không cấn không mớp. 4.500.000. Samsung S21 5G phiên bản quốc tế Mỹ, em còn đúng một cây duy nhất. Em sẽ thanh lý cho anh em con này với giá là 4.900.000 nha. 4.900.000. Ngoại hình con này thì tầm khoảng 98%. Sườn nó trầy ngay chỗ chui sạc, còn lại là đẹp hết, không cấn không mớp nha. Kính đẹp, lưng đẹp và kính thì mèo nhẹ. Nói chung kính có xước nhẹ theo thời gian như thế này. Đó, còn cũng còn khá ổn nha. Màn hình thì đẹp long lanh, không ám ố hay là lưu ảnh. Cấu hình con này RAM 8, bộ nhớ trong là 128GB, chạy con chip ROG Snap 888. Và phiên bản này anh em dùng được hai SIM nha. Đây, một SIM vật lý và một eSIM. Pin con này thì 4000mAh và tần số quét 120Hz. Giá 4.900.000 nha. Mức giá này là khá tốt cho một cấu hình cực kỳ là mạnh luôn em. Anh em thích nhỏ gọn cấu hình cao thì chốt ngay con này nha. Em chỉ thanh lý cây cuối cùng trong lô vừa rồi em về. 4.900.000. Rồi, tiếp tục là em lên siêu phẩm quốc dân, bên em bán cực kỳ là chạy hàng dòng này. Đây là Samsung Galaxy S20 FE phiên bản quốc tế Mỹ nha. Đó, em về rất là nhiều dòng này luôn. Hết lô này thì em sẽ tiếp tục về lô khác. Nếu như có máy đẹp thì em sẽ chủ động về liên tục luôn nha anh em. Thì mức giá thì em bán vẫn là như cũ, máy đẹp 99%, em sẽ bán với giá là 4.200.000. Và máy 98% chạy nhẹ, đó những con mà chạy nhẹ như thế này thì em sẽ bán là 3.900.000 nha. Máy 98 và máy 99. Cấu hình thì ngày nào em cũng giới thiệu anh em. RAM 6GB và bộ nhớ trong là 128GB, chạy con chip rất là mạnh mẽ Snap 865. Tần số quét màn hình là 120Hz và pin thì 4500mAh. Đó, khá là mạnh mẽ trong mức giá chỉ có lên quanh 3.500.000 và 4.200.000 thôi anh em. Đó, em còn được hai màu thôi, màu xanh đen và màu xanh ngọc nha. 3.900.000 và 4.200.000 cho siêu phẩm quốc dân S20FE phiên bản quốc tế Mỹ và có 5G nha anh em. Rồi, tiếp theo thì em sẽ lên cho anh em full dòng iPhone. Em sẽ lên cho anh em từ cao cho tới thấp nha. Đầu tiên thì em sẽ lên cho anh em dòng 14 Pro Max nha anh em. Hôm nay em về cũng khá là nhiều luôn, em còn được 5 cây thôi. Cây đầu tiên thì em lên cho anh em một phiên bản 14 Pro Max màu gold. Đây là hàng chính hãng Việt Nam và bộ nhớ trong là 128GB. Pin zin còn được 93%. Đó, và mức giá em bán là 21.300.000 nha. Ngoại hình thì em quay cho anh em xem chi tiết, tầm khoảng 98%. Không cấn không mớp. Đó, ngoại hình thì còn quá đẹp nha. Anh em nào dễ tính thì 99% luôn. Hầu như là không có cấn mớp. Đó, rất là đẹp nha anh em, lưng đẹp. Và cái màn hình thì nó hơi bị xước nhẹ. Đây, xước nhẹ nhẹ như thế này. Anh này cái này là dán cần lực lên là đẹp nha. Nói chung là màn hình ngoài nó thì nó hơi bị xước dâm nhẹ theo thời gian thôi, không có xước nặng nha. Vì là máy cao cấp cho nên em quay kỹ lưỡng từng chi tiết để anh em thẩm định cái ngoại hình nha. Và khi anh em chốt hàng, em sẽ có một clip riêng biệt để quay cho anh em xem thật chi tiết luôn, để anh em xem cho nó không có sát sao về cái ngoại hình luôn nha. Đó, đó là về phần ngoại hình. Và đi vào chi tiết con này như sau, em quay luôn cho anh em. Đó, màu gold rất là đẹp nha. 14 Pro Max phiên bản VNA là hàng chính hãng Việt Nam, 128GB, không giới hạn SIM, là bản quốc tế nha. Anh em dùng được hai SIM, một SIM vật lý và một eSIM. Đây, dòng này thì có chỗ để thay SIM nha anh em. Pin rất là trâu bò, 93%. Đó, con này thì em lên với giá là 21.300.000 nha. Giá 21.300.000. Rồi, tiếp theo là em lên một con 14 Pro Max khá là hiếm hàng thời điểm hiện tại. Phiên bản nhất A là hai SIM vật lý của Hồng Kông nha anh em. Pin con này cũng rất là cao luôn, pin 96%. Đó, màu tím nha. Ngoại hình con này thì cũng giống như con vừa rồi,
đẹp tầm khoảng 98-99% luôn em. Sườn chỉ nhâm nhẹ theo thời gian. Đó, đối với màu tím thì nó hay bị nhâm như thế này, không cứng không móp nha. Con này thì em bán cho khách xài trước Tết tới bây giờ, khách lên S24 Ultra em thu lại, cho nên chất lượng thì anh em tuyệt đối yên tâm. Và mức giá em bán là 21 triệu ba luôn. Đó, bằng giá với con màu gold phiên bản chính hãng Việt Nam nha. Con này thì pin cao hơn luôn và em bán thì cũng bằng giá thôi. Con này thì khá là hiếm luôn anh em ơi. Đây, phiên bản nhất A là Hồng Kông, hai sim vật lý, anh em gắn cả hai sim vào chiến đấu luôn, một cái mặt trước mà cái mặt sau, rất là tiện lợi giống như là phiên bản Samsung Việt Nam nha. Đây, email mặt trước và email mặt sau. Pin thì rất là cao luôn em, 96%. Đó, màu tím rất đẹp nha, phiên bản hai sim 21 triệu 3. Rồi tiếp theo thì em lên cho anh em một cây phiên bản Mỹ. Con này thì màu tím. Ngoại hình con này thì đẹp hơn hai con vừa rồi, đẹp keng 99 chuẩn luôn em. Đó, con này thì chuẩn 99 luôn nha. Và mức giá em bán thì rẻ hơn do là nó chỉ xài eSIM thôi, 21 triệu chẵn nha. Đây em quay cho anh em xem cái ngoại hình 99 nè. Con này thì khách đã bọc keo nguyên cây, em mới lột ra cho nên ngoại hình không có chỗ nào để chê luôn em. Đây em mới vừa lau nè, đó rất đẹp luôn nha. Con này thì sườn không nhâm luôn, không nhâm không cấn, nguyên zin 100%, chưa từng bụng mỡ nha anh em. Đó, ngoại hình con này thì không có gì để chê luôn em. Máy cũ mà ngoại hình đẹp nét keng như thế này thì cũng khá là hiếm cho phiên bản màu tím nha. Con này thì pin zin còn được 93%. Đây, phiên bản quốc tế Mỹ EOA. Thì phiên bản này anh em không có chỗ để gắn thẻ SIM nha, chỉ xài hai eSIM thôi. Đó, không giới hạn SIM là bản quốc tế. Và con này em lên 21 triệu chẵn nha anh em. Rồi, anh em muốn xài cái bộ nhớ cao hơn thì em lên cho anh em một cặp này. Đó, bộ nhớ 256GB và bộ nhớ 512GB nha. Em quay từng cây cho anh em. Cả hai con này thì pin còn được 87%. Đây là phiên bản ZB là quốc tế Singapore. Sườn nó cũng nhâm nhẹ giống như là con tím vừa rồi, không cấn không móp, 256GB. Con này thì có xài thẻ SIM nha anh em, một SIM vật lý và một eSIM. Đó, nguyên zin 100%. Em bán là 22 triệu 8. Và phiên bản bộ nhớ khủng long 512GB phiên bản quốc tế Mỹ thì em bán là 23 triệu chẵn nha. Ngoại hình thì còn khá đẹp, 98-99% luôn em. Đó, sườn chỉ nhâm nhẹ theo thời gian. Đó, màu tím nó sẽ nhâm như thế này, không cứng không móp nha. Đó, màn hình thì đẹp keng. Đó, những con máy nào em không có nói gì hết là màn hình đẹp long lanh. Đó, những như là con màu vàng màn hình nó hơi xước nhẹ thì em sẽ chủ động báo cho anh em là màn hình có bị xước nhẹ nha. Rồi, đã xong phần 14 Pro Max thì tiếp tục em lên cho anh em phần 13 Pro Max nha. 13 Pro Max thì cũng rất là xứng đáng để anh em trải nghiệm thời điểm hiện tại. Em có hai phiên bản bộ nhớ. Một cặp này thì là phiên bản 256GB và hàng chính hãng Việt Nam VNA. Cả hai con này em bán với giá là 16 triệu tư. Đó, nguyên zin 100%, chưa từng bung mở nha anh em. Ngoại hình đẹp 99% luôn. Một cây Việt Nam và một cây quốc tế Mỹ nha. Cây màu xanh này thì hàng Việt Nam và cây màu trắng thì phiên bản hàng Mỹ. Đây, hàng Mỹ thì sẽ có anten 5G và hàng Việt Nam thì anten 5G nằm ở đây. Nó không có hiển thị ở trên thanh sườn nha anh em. Đó, ngoại hình còn rất đẹp. Đối với dòng 13 Pro Max này thì em sẽ hỗ trợ cho anh em fix màn hình xanh trắng, lỡ như anh em có bị lỗi thì miễn phí hoàn toàn nha. Và trọn đời máy luôn chứ không có tính thời gian. Ví dụ một năm sau mà nó bị xanh màn thì anh em ghé em trực tiếp để em fix cho anh em miễn phí, ngồi chờ 5-10 phút là lấy ngay. Đó, con này thì phiên bản chính hãng Việt Nam, 256GB và pin zin của nó còn được 85%. Pin 85 mà bao cho anh em xài gần như là cả ngày luôn nha, cực kỳ là trâu luôn dòng này. Rồi, 16 triệu tư cho phiên bản 256. Anh em muốn tiết kiệm mà muốn xài 13 Pro Max thì khả năng cao anh em sẽ chọn phiên bản 128GB và mức giá em bán là 15 triệu 500 nha. Em có hai màu, màu đen và màu xanh blue. Cả hai con này cũng là đều là hàng phiên bản chính hãng Việt Nam, cũng đều là nguyên zin 100%, chưa từng bung mở luôn. Đó, những con máy 13 Pro Max này em lựa rất là kỹ lưỡng anh em. Đa số là em chọn hàng zin ốc em mới nhập nha. Tại vì hàng zin ốc mình mới biết chắc chắn 100% là màn hình chưa từng câu dây. Đó, hoặc là fix xanh thì anh em xài mới yên tâm nha. 15 triệu 500 nghìn cho phiên bản 128GB 13 Pro Max nha anh em. Rồi,
Tiếp theo thì em sẽ lên cho anh em dòng iPhone 12 Pro Max. Hôm nay em còn được hai màu. Hôm trước em về rất là nhiều luôn, mười mấy cây mà anh em chọn lần lần thì cũng gần hết rồi anh em. Thì em còn được hai màu, màu đen và màu xanh. Rồi cây màu đen này là phiên bản chính hãng Việt Nam. Ngoại hình đẹp 99% và pin đã thay new 100% nha. Đó, mức giá em bán cho con màu đen 99 này thì là 12 triệu 600 nha. Còn hai cây này thì ngoại hình sườn nó có cấn cho nên giá rẻ hơn. Như là con này pin 84%, ngoại hình đẹp. Đẹp như thế nào em sẽ quay chi tiết anh em xem. Đó, con này thì ngoại hình còn quá đẹp anh em ơi. Đó, đẹp 98, 99 luôn nha, không cấn không mớp gì hết. Nói chung con này thì đẹp cận 99 luôn. Pin 84 em bán là 12 triệu 3. Và cây cuối cùng của 12 Pro Max trong clip này thì cây này là 11 triệu 700 nha anh em. Pin 87%, sườn nó có cấn một vết ngay chỗ chui sạc. Đó, đây, đây là vết cấn của con này ngay chui sạc nha. Không ảnh hưởng gì tới cái phần kính nha anh em. Đó, nó cấn sao rất là hay luôn. Không có bị trầy phẩy về cái kính nha. Cái kính thì đẹp keng. Đó, pin thì 87 và mức giá em bán là 11 triệu 700 nghìn cho phiên bản quốc tế Mỹ 12 Pro Max nha anh em. Dòng 12 Pro Max này xài phải nói là cực kỳ linh tính và rất là bền nha. Tiếp theo thì em lên cho anh em dòng 11 Pro Max. Em còn được hai cây màu trắng bộ nhớ 64GB. Một cây phiên bản quốc tế Mỹ pin zin 90%. Em bán với giá là 9 triệu. Và một cây phiên bản dách A 2 sim vật lý pin đã thay new 100%. Em bán với giá là 9 triệu 500 nghìn nha. Hai con này thì phải nói là ngoại hình quá xuất sắc luôn em. Màu trắng này thì xài cực kỳ là lâu cũ. Đó, lỡ như mà nó có bị trầy xước thì anh em đánh bóng nhẹ một cái là đẹp keng sẽ ben lại ngay. Đó, ngoại hình thì không có gì để chê luôn nha. Đó, lưng đẹp, kính đẹp. 11 Pro Max phiên bản quốc tế Mỹ và phiên bản ZA 2 sim vật lý. Giá 9 triệu và 9 triệu 500 nghìn nha. 64GB. Anh em dùng được 2 sim luôn. Bộ nhớ cao hơn thì em còn được một cây màu xanh 11 Pro Max 256GB. Phiên bản quốc tế Mỹ luôn nha anh em. Con này thì zin nguyên bản chưa từng bung mở. Pin còn được 81%. Đó, khi anh em xài mà cảm thấy pin yếu thì em sẽ hỗ trợ cho anh em thay pin new với giá là 300 nghìn thôi. Đó, mức giá này thì em sẽ làm là em hỗ trợ cho anh em nha. 256GB 10 triệu 200. Còn anh em muốn thay pin new thì cộng lên cho em là 300, là 10 triệu rưỡi nha anh em. Đó, màu xanh green rất là đẹp luôn. Rồi, tiếp theo thì trong cái clip ngày hôm nay em sẽ lên cho anh em lô iPhone 11 64GB. Đó, em về thì rất là nhiều màu luôn em. Màu sắc cực kỳ đẹp luôn. Màu đen, màu trắng, màu xanh mai và màu vàng. Hầu như là đủ màu nha. Đó, ngoại hình của cái lô này thì đẹp ken xà beng luôn em. Đẹp 99% luôn nha. Đó, có cây thì pin zin 87%. Có cây pin đã thay new 100%. Và có cây thì pin 97%. Nói chung là em bán em đã chọn lựa những cục pin. Anh em về là dùng luôn, không cần phải thay pin. Đó, và cả bốn con này em bán cho anh em đồng giá là 6 triệu 100 nghìn nha. À, xin lỗi, 6 triệu 500 nghìn cho iPhone 11 64GB. Đó, màu xanh với lại màu trắng này thì vỏ đã thay rồi nha anh em. Thay mà loại thay vỏ zin nha, chứ không phải là thay vỏ lô. Còn cây màu đen này là zin nguyên bản, chưa từng bung luôn. Đó, còn cây màu vàng này thì là vỏ zin chuẩn luôn anh em. Chỉ có thay mỗi pin thôi. Nói chung hàng em bán thì bao cho anh em là màn hình zin và men zin. Vỏ thì có cây vỏ zin, có cây vỏ thay thì em sẽ chủ động báo cho anh em chứ không có giấu giếm nha. Hàng có sao thì em sẽ báo chính xác cho anh em luôn. 6 triệu 500 nghìn cho iPhone 11 64GB. Rồi tiếp theo thì em sẽ thanh lý cây cuối cùng trong clip này là 11 luôn anh em. Bộ nhớ trong là 128GB màu xanh mai. Ngoại hình đẹp 99% luôn nha. Cây này em thu lại của khách đang bọc keo nguyên cây. Bộ nhớ trong cao 128GB nha. Con này thì khách đã thay pin rồi mà không sạc cổ cáp cho nên nó báo là linh kiện không xác định. Thì em đo bao u con này thì còn được 81%. Nói chung pin con này thì cũng yếu rồi. Xài thì cũng gần một ngày thôi chứ không có trâu nha. Anh em muốn trâu thì cộng lên cho em 300, em sẽ thay pin new cho anh em. Và con này em thanh lý cho anh em với giá là 6 triệu 100 nghìn thôi. Đó, iPhone 11 128GB. Phiên bản Việt Nam mà em bán thì rẻ hơn 64GB luôn nè. Đó, màn zin và men zin nha. Đây, phiên bản Việt này chính hãng Việt Nam, bộ nhớ là 128GB nè.
chỉ có pin yếu 81% thôi, em bán 6.100.000. Anh em muốn thay pin new thì cộng lên em 300 là 6.400.000. Anh em chữa cháy 11 quá ngon luôn nha. Rồi, clip đã dài thì em xin kết thúc clip tại đây. Cảm ơn anh em đã xem clip của em từ nãy giờ nha. Anh em nào có xem được clip này, có đam mê công nghệ thì cho em xin một like và một follow đăng ký kênh để báo giá cho anh em mỗi ngày nha. Mỗi ngày em đều có lên clip. Nó hơi trễ chút xíu nhưng mà sáng hôm sau thì anh em coi nó cũng rất là dễ dàng. Anh em muốn mua trả góp thì chỉ cần đem căn cước công dân ghé trực tiếp shop của Hồng Phúc Mobile, số nhà 80/97B, đường Trần Quang Diệu, phường 14, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh là anh em đã góp được nha. Anh em không đến được trực tiếp thì em sẽ hỗ trợ ship tận nhà cho anh em rồi mới thu tiền. Kiểm tra hàng đẹp giống như là anh em mong muốn thì anh em mới thanh toán nha. Em miễn phí ship hoàn toàn cho anh em luôn. Đây, đây là hai số điện thoại của Hồng Phúc Mobile. 0818 60 60 60, 0902 060 151. Cảm ơn anh em đã xem clip của em một lần nữa nha. Hẹn gặp anh em vào clip sau. Bye bye.